ơi, tất cả bác nghe. Rơi vào tầm khoảng độ 3-5 mét vuông trở lại. Dạ vâng, với một trong những cấu hình trước mặt các bác là một trong những cấu hình mà trung tâm thiết ghép rất là thành công. Phải nói là nó đưa ra chất âm rất là hay. Các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke với những phân khúc, với những sản phẩm phân khúc cao cấp. Trước mặt các bác gồm 5 dòng sản phẩm trị giá chỉ có 26.900.000. Giá đã có ship toàn quốc và các bác hãy nhớ các bác cách xa Hà Nam rơi vào tầm 100 km là trung tâm sẽ đến tận nhà các bác để setup cho các bác nhé. Còn các bác ở xa thì trung tâm sẽ hiệu chỉnh tất cả những kỹ thuật về phối ghép cũng như là về chỉnh âm, đặt cho các bác tất cả các chế độ để hát karaoke, echo, dề vợt, echo cộng dề vợt và một trong chế độ nghe nhạc để các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và xin mời các bác đi theo em để tìm hiểu chi tiết từng dòng sản phẩm với một trong những cấu hình 29.900.000, xin lỗi 26.900.000 đã bao ship các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên đó là một em đẩy hai kênh hàng bãi với thương hiệu DK Đan Kinh, chạy bằng mạch NA, có mã LA600, đạt công suất là 600W trên một kênh, chạy bởi 32 sò Toshiba. Và dòng này thì có chạy chế độ 8 ohm này, chế độ 4 ohm, đánh căng đét đèn đèn, một cặp bát 40. Sản phẩm thứ hai đó là một em vang số với thương hiệu Vina X5 huyền thoại, đầy đủ những chế độ echo rất ngọt ngào, remote hiệu ứng và hang động, và đầy đủ những chất âm chạy bằng những con tụ xịn sò. Tất cả những kiện nhập khẩu chính hãng. Dòng này thì hát rất hay vì cũng không cần quảng cáo nhiều. Vina X5 vang số. Sản phẩm thứ ba đó là một lưng tiếng chính hãng của TG Acoustic với model CP800 Ultra. Sản phẩm thứ tư đó là một đầu mic TG Acoustic chính hãng với mã M18, một trong những phân khúc cao cấp nhất của TG, với tay mic. Các bác nhìn này, nó rất xịn sò. Các bác nhìn nhá, nó rất xịn sò, hát rất nhẹ và bay. Tất cả những hàng của TG thì đều có tem xác thực chính hãng và mã code, 4 cần anten bắt sóng rất khỏe. Các bác có thể làm dịch vụ đứng xa rơi vào tầm 5-60 mét không bao giờ biết gãy sóng nhé. Sản phẩm cuối cùng đó là một cặp loa đến từ thương hiệu TG Acoustic với mã là AES Denhin, chạy bằng bass 30 và chạy bằng chép kèn. Đấy, tất cả sản phẩm chính hãng, sơn nằm bằng gỗ bạch dương và sơn sần chống nước chống mốc. Đấy, phải nói là quá cao cấp luôn. Từ cột ốc các bạn nhìn này, ốc có khác biệt luôn. Dạ vâng, với những dòng cao cấp này được phối ghép thì sẽ đưa ra chất âm ra sao, thì xin mời các bác thẩm âm có tai nghe, các bác hãy đeo tai nghe vào để thẩm âm một cách hay hơn, chuẩn xác hơn các bác nhé. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test nhạc để các bác nghe đấy ra chất âm. Và các bác nào cũng muốn sở hữu với một trong những cấu hình phải nói là rất tuyệt vời,
trị giá chỉ có 26.900.000 thì alo cho bên Phạm Quyết Audio với số điện thoại 0325 004 686 các bác nhé. Nhạc lên các bác nhá. Nhạc lên này. Đấy, lấy nhạc từ một cái điện thoại các bác nhá. Mây làm chiều còn buồn trong tiếng đường, buồn lạ rơi như nói sao cho vừa. Giữa tô vàng từng chiều mưa sang phố, ta bồi hồi tìm về lối. Để các bác nghe đánh giá được chất âm, chất mic. Đấy, quả một cấu hình karaoke xin nhắc lại 26.900.000. Mây làm chiều còn buồn trong. Nhạc lên các bác nhá, nhạc to lên này, to lên nhá. Đấy. Mở lại các bác nhá, mở lại. Đời sáu bề đêm đêm gió thổi từng cơn gió lạnh về từng cơn nhớ người em gái phương xa. Đêm đêm anh ngắm sao trời thấy lòng nhớ thương vô vàn người em gái. Đêm nay nhớ nhiều về em với kỷ niệm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Đêm nay nghe gió heo mây về bỗng nhớ em vô bờ, những ngày thân ái bên nhau bây giờ em có nhớ không. Nhớ nhớ chiều nào mưa bay mình cùng chung bước trên con đường về, đường dài xa lắm em ơi. Và nhớ những ngày ta xa cách, em gói trọn yêu thương theo khắp miền hành quân. Em ơi, giữa trời đầy sao nhớ về ngày hai đứa yêu nhau. Em ơi, chinh chiến bao lâu rồi anh lính xa quê nhà, nhớ người em gái thôn quê, nhớ ngày xưa đó yêu nhau.
một trong những cấu hình phải nói là đưa ra chất âm rất là tuyệt vời, vừa nghe nhạc đấy, vừa hát karaoke hát rất ngọt ngào. Mặc dù là em giọng bia rượu nhiều, giọng nó hơi khàn khàn tí, nhưng mà lên và nói cũng rất là trong đấy. Và các bác nào cũng muốn sở hữu với một trong những cấu hình trước mặt các bác, gồm tất cả những sản phẩm kêu ghép với nhau đều là hàng chất lượng đấy, hàng chất lượng, hàng giá cao cấp, phòng cao cấp. Và các bác đừng quên TG Aquatic là một trong những hãng chính hãng có rất uy tín trên thị trường âm nhạc, và chế độ bảo hành được 1 năm, các bác sử dụng là an tâm. Với dòng kết hết ghép hôm nay với những dòng hàng bãi xịn sò chính hãng quá nổi tiếng rồi, thì đưa ra những chất âm không thể chê vào đâu được. Và các bác nào quan tâm, alo cho bên Phạm Tuyết Audio với số điện thoại 0325004686, địa chỉ tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Cuối cùng xin được chúc các bác một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ, cũng như bấm một nút chuông bên cạnh để sớm nhận được những sản phẩm, những video mới nhất mà bên Phạm Tuyết Audio liên tục về để phục vụ các bác. Xin chào các bác nhé.